khách hỏi mua. Đấy, có những khách mà em phải từ chối không dám nhận đơn ấy. Đấy, có những khách mà em phải từ chối không dám nhận đơn. Mà những cái hàng cây giống như em bây giờ em chỉ còn khoảng 1.000 cây bán cho khách lấy dưới 1.000 cây thôi. Khách mà lấy tiền tàu trên 3.000, 4.000 là không còn hàng để giao. Không có hàng để giao khách. Hàng mộc giống như em hiện tại bây giờ em chỉ nhận đơn của các bác tầm 100 cây, 200 cây thôi. Cây này là cây mộc hương ta hoa vàng nhá mọi người nhá. Cây mộc hương ta hoa vàng, hoa nó như này đấy ạ. Hoa mộc hương nhá. Mộc hương ta hoa vàng. Bác nào mà có niềm đam mê với hoa cây cảnh thì các bác alo thì các bác cho em xin lượt follow đi. Ngày hôm nay không hiểu sao like tương tác rất là kém nhá. Ngày hôm nay em không hiểu tại sao like tương tác rất là kém luôn. Con heo đất 00 đã chia sẻ video like. Em cảm ơn anh con heo đất đã chia sẻ video like của em ạ. Đây là cây mộc hương ta hoa vàng nhá. Mấy ngày hôm nay tự dưng em like thì em cảm giác là tương tác rất là kém. Mọi người các bác xem like các bác ủng hộ em bằng cách các bác thả tim thả like cho em ạ. Các bác xem like bằng cách các bác ủng hộ em bằng cách thả tim thả like cho em giúp em vậy ạ. Cây này là cây mộc hương ta hoa vàng. Tán rất dày và sum nhá, cao cây 2 m. Hàng này em đang bán xỉ giá là 2 triệu một cây. Bác nào mua lẻ thì giá là 2 triệu rưỡi ạ. Hàng đây là hàng to nhá. Bán xỉ giá là 2 triệu một cây. Các bác mua lẻ giá là 2 triệu rưỡi. Ai quan tâm cây này thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em nhé. 0969 162 214 ạ. Ngày hôm nay không hiểu sao tương tác rất là kém nhá. Mọi người xem like bằng cách chia sẻ like cho em đi, thả tim thả like cho em đi ạ. Em nhắc thử một cây ra cho mọi người xem nhá. Tán dày sum nhá mọi người nhá, tán cực kỳ dày và sum luôn. Bác nào quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em. Tán dày đẹp luôn đấy ạ. Kém là đúng rồi vì là ngày đặc biệt 22 tháng 2 năm 2022. Anh Nghĩa Hoàng ơi, anh Tử giải thích cho em tại sao ngày 22 tháng 2 năm 2022 mà cái tương tác của em lại kém đi, anh thì giải thích cho em biết tại sao với. Thực sự là em cũng không hiểu tại sao luôn ấy. Ngày hôm nay tương tác cực kỳ kém. Bình thường em phát like đều mấy trăm mắt xem mà hôm nay chỉ dưới 100 thôi. Anh Nghĩa Hoàng ơi, anh có thể giải thích tại sao ngày 22 tháng 2 năm 2022 thì lại tương tác kém không? Các bác xem like, các bác thả tim, thả like giúp em nhá. Các bác xem like, các bác thả tim, thả like giúp em vậy ạ. Ngày 222, nếu mà theo tiếng Trung ấy thì người ta sẽ nói là ngày của tình yêu ấy. Con số 222 là con số đại diện, tần số, gọi là tần số rung động của tình yêu. Cho nên là em cũng không biết, là em không tìm hiểu sâu. Đấy, đây là mộc hương ta hoa vàng nhá mọi người nhá. Cây rất là đẹp này, hoa này. Vì nó nhiều hoa. Đây ạ. Bác nào quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em ạ. 0969 162 214 ạ. Cây rất là đẹp, rất là xuất sắc luôn. Cây rất đẹp, rất xuất sắc. Hàng này em đang bán với giá là 2 triệu một cây cho các bác lấy từ 10 cây. Các bác lấy lẻ một cây thì giá là 2 triệu rưỡi nhá. 2 triệu rưỡi một cây. Đấy là cho dành cho các khách lẻ ạ. Còn nếu mà khách nào lấy từ 10 cây thì được giá 2 triệu một cây ạ. Ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 ạ. 222 là chào, mà chào nhiều thì thành nghẽn mạng em ơi. Ồ chắc thế đúng rồi. Chắc bác này giải thích nghe có vẻ hợp lý đấy. Trên TikTok mỗi lần phát mấy trăm mắt xem, hôm nay phát toàn 10 với cả 20 với cả 50 mắt xem. Chắc có lẽ là em đã vi phạm chính sách gì rồi. Có lẽ là em đã vi phạm chính sách gì của TikTok với cả của Facebook rồi. Em xin phép tắt like đây.